giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoài. Mời anh cùng hướng lòng về Chúa, mẹ xin tôi yên lời. Kính lại Đức Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con, con vô cùng cảm tạ Chúa vì một tuần nữa đã qua đi. Trong cái đấng toàn năng của Ngài, con dân của Chúa có được sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều mà chúng con tin chắc, vì chúng con biết rằng Ngài đã hứa với chúng con, Ngài sẽ chăm sóc chúng con như con nuôi của mặt Ngài. Vì vậy trong cuộc sống thường ngày chúng con vui mừng vì chúng con có Chúa. Để rồi chúng con cứ mỗi ngày dùng lời của Chúa, chúng con bước đi trong sự dắt dẫn của Chúa, chúng con luôn có được sự thỏa lòng. Và đời sống mỗi chúng con luôn nói về những điều ơn lành phước lớn mà Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa, trong thời giờ này chúng con lại xin Chúa Ngài thăm viếng. Để rồi mọi con dân của Chúa đang được sự nhắc nhở để nhớ đến ngày nghỉ, việc riêng làm nên ngày thánh, để ai nấy sẽ có được những thì giờ, những tiện cơ hội còn có mà Chúa ban cho, để hiệp với nhau trong đền thánh của Chúa, để dâng lời ngợi khen cảm tạ, để chúng con cùng có những sự tìm kiếm lời của Chúa làm linh lương cho đời sống tâm linh của mỗi chúng con. Và chúng con có những dịp tiện để gặp gỡ lẫn nhau, quan tâm đến nhau và cầu thay cho nhau. Lạy Chúa, trong thì giờ này chúng con cũng lại xin Chúa Ngài thăm viếng, để rồi những con cái của Chúa đang đối diện với những hoàn cảnh bị sự trở ngại không thể đến được thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, cũng tìm kiếm Chúa cái riêng tư và bởi đó có được một sự phước hạnh vui thỏa. Vì dẫu có những sự trở ngại nhưng bởi Chúa ở cùng, vượt qua mọi không gian thời gian, Chúa đến với mỗi người và ban cho mỗi người một sự bình an ở trong Chúa. Xin Chúa Ngài thăm viếng cho những con cái của Chúa đang có những sự đau yếu bệnh tật trong phần thân thể. Trong thì giờ này xin Ngài đến với thân thể của những người đau yếu bệnh tật và đặt bàn tay nhân Ngài chữa lành bệnh tật cho. Chúng con trao dâng thân thể của cô Tôn Thị Lan, trong thì giờ này cô đang ở trong bệnh viện, vết thương chân của cô vẫn chưa lành. Xin Chúa Ngài ban sự chữa lành hoàn toàn trên cô, để rồi cô cũng sẽ trải nghiệm được những sự thử thách đến với cô, nhưng Ngài cũng đã mở đường cho ra khỏi, để rồi cô được rèn tập trong đức tin và lớn lên trong sự mạnh mẽ, để có thể trở thành những người hữu dụng nhà Chúa sau này. Chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Thì Chúa cũng chu cấp những nhu cầu tài chính cũng như ban sức mới, ban sự giúp đỡ cho cô trong những sự giúp đỡ của những người thân của cô. Trong đó xin Chúa Ngài cũng ban cho Mỹ Hiền cũng có sức khỏe, để rồi cũng thể chăm sóc cô trong những khi cô đang nằm ở trong bệnh viện. Chúa Ngài cũng thăm viếng cô Kiều trong việc giúp đỡ cho cô Lan trong việc chăm sóc cô trong những khi cô đang có những sự đau yếu. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài cũng thăm viếng và ở cùng những con cái của Chúa còn lại, những ai còn đang đau yếu bệnh tật, Ngài biết rõ từng một. Xin đặt bàn tay lên Ngài chữa lành bệnh tật cho. Chúng con nhớ đến các cụ lớn tuổi trong hội thánh, lòng yêu mến Chúa của các cụ vẫn tràn đầy, biết tin các cụ vẫn ngựa trong nơi Chúa, nhưng tuổi cao sức kém, các cụ vẫn có những điều làm cho đời sống mình có những sự bối rối, lo lắng, suy tư, và cũng có những sự đau yếu bệnh tật làm cho các cụ cũng mệt mỏi trong phần thân thể. Xin Chúa Ngài thương xót và thăm viếng các cụ, nâng đỡ yên ủi và thêm sức cho các cụ. Ba do các cụ cứ nắm chặt lấy Chúa và bởi đó tìm kiếm được sự yên ủi, sự bình an, sự thỏa lòng, và được có được những niềm vui từ nơi Chúa ban cho trong tuổi già, để đeo chặt đức tin mình nơi Chúa cho đến khi gặp Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài nhiều lắm. Con cầu nguyện đặc biệt trên các cụ có những sự đau yếu, trong đó có cụ Năm đang ở trong tuổi cao và giờ đây cũng đang có những sự sa sút về sức khỏe rất nhiều. Xin Chúa Ngài yên ủi cụ và thêm sức trên cụ, cũng như ban cho chị Vũ Hạnh có sức mới của Chúa để rồi chăm sóc cụ cách chu đáo trong những ngày cụ có những sự đau yếu bệnh tật. Chúa Ngài cũng thăm viếng cụ Sĩ trong những sự đau yếu của cụ không đi được. Xin Chúa Ngài cũng yên ủi thêm sức trên cụ, và cũng ban cho những người thân của cụ có sức mới của Chúa để có thể chăm sóc cụ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Ngài cũng thăm viếng bà Tám, Chúa Ngài cũng đặt mặt thân là chữa lành bệnh tật trên bà, cũng như ban cho bà cũng cái tinh mạnh mẽ vững vàng nơi Chúa. Tại Chúa, chúng con lại xin Chúa Ngài thăm viếng, để rồi tất cả mọi con dân của Chúa khi đối diện những hoàn cảnh, những nan đề, thì điều trước tiên chúng con đến đó là chúng con đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, và bởi đó Chúa sẽ thăm viếng, yên ủi, nâng đỡ, thêm sức và ban cho mọi điều vượt qua mọi hoàn cảnh, để có được những kinh nghiệm, để có những ơn lành phước lớn, để có thể bày tỏ cho con cháu về đời sống đức tin của mình.
và cũng khích lệ con cháu trong đời sống tin kính yêu con Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài thăm viếng ở cùng những con cái của Chúa cho Ngài sanh ra trong tình. Xin ban cho anh Vũ Văn Cương, cô Trần Thị Kim Thanh, cháu Nguyễn Trâm Anh, em Phạm Phú Quý và anh Nguyễn Minh Sơn là những con cái của Chúa mà sanh trong từng có được ơn phước của Chúa, có được sự nhắc nhở trong lời của Chúa để luôn có những điều dâng lên cho Chúa trong đời sống, cảm tạ biết ơn rồi cũng bước đi trong sự chắc dẫn của Chúa để được Chúa Ngài ban phước. Và bởi đó cuộc đời của mỗi con cái của Chúa sẽ trở thành ống dẫn nguồn phước đến cho những người chưa biết Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Lạy Chúa, trong thời giờ này xin Chúa Ngài thăm viếng mọi thánh Chúa tại đây. Trong thời giờ các con dân của Chúa cùng giết nhau lại để ra mắt Chúa, nguyện xin Đức Linh là đấng đang ở với và ở trong mọi chúng con chỉ dẫn mỗi chúng con đi vào sự thờ phượng Chúa cách phải lẽ chân thật, không phải vì sự chiếu lệ hay thói quen thường làm, nhưng tất cả mọi chúng con luôn khao khát mong mỏi tìm kiếm những thời giờ chúng con đến với Chúa để bởi đó được Chúa Ngài thăm viếng cách đặc biệt, để được Chúa Ngài dắt dẫn, để được Chúa Ngài ban phước để đời sống mỗi chúng con khi đến với Chúa với sự tìm kiếm Chúa hết lòng, mỗi chúng con ai nấy sẽ gặp được Chúa và thấy được tình yêu của Chúa thật trên đầy dẫy trên đời sống chúng con, và chúng con cần phải sống đời sống xứng đáng để làm sáng danh Chúa, bày tỏ về tình yêu của Chúa cho những người chưa biết Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Lạy Chúa, trong thời giờ này xin Chúa Ngài thăm viếng ở cùng thời giờ thờ của Chúa mọi thánh Chúa tại đây, ban cho người hướng dẫn chương trình cô Naomi được đầy ơn để dẫn dắt hội thánh đi vào sự thờ của Chúa cách sinh động phải lẽ đẹp lòng Chúa. Xin Chúa Ngài mặc lấy quyền năng của Đức Linh Ngài trên đầy tới Chúa mục sư Nguyễn Quốc Dũng, để rồi những thời giờ Chúa dạy dỗ trong lời của Chúa, Chúa cũng cho có được những thời giờ cơ hội trực tiện cùng được học hỏi lời Chúa với bạn chị chúng con, để rồi khi sứ điệp của Chúa được lao ra tất cả mọi người nghe, khi đã hiểu rõ lời Chúa làm theo thì Chúa Ngài ban phước chương trình phần lời. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin cho tất cả mọi con cái của Chúa đã đến đây ai nấy sẽ có được những thời giờ thật là ý nghĩa. Chúng con không trở về cánh luống công, nhưng chúng con trở về trong niềm vui phước hạnh, có một đời sống tươi mới, có sức mới, để rồi chúng con sẽ có một từng mới khi bước đi trong sự dắt dẫn của Chúa, bước đi và làm theo lời của Chúa. Tất cả ai nấy chúng con sẽ trải nghiệm được những phước hạnh mà Chúa ban cho những người yêu mến, kính sợ Chúa và làm theo lời của Ngài là như thế nào. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Giờ đây chúng con trao dâng thời giờ thờ của Chúa trong sự tế trị, trong sự hướng dẫn, trong sự ban phước của ban ngôi thánh Đức Chúa Trời. Chúng con hiệp ý thành tâm cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa mời thánh đồng ăn. Xin đọc trong Thi Thiên đoạn 98 từ câu 4 đến câu số 8. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va, nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều đủ tiếng ồn ào lên, nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Cảm tạ ơn Chúa, buổi sáng ngày hôm nay, hội thánh chúng ta sẽ cùng nhau hát ngợi khen tôn vinh Chúa qua sự hướng dẫn của anh Mai Hoàng Châu. Xin kính mời anh Mai Hoàng Châu và ban hát dẫn. Chào các tôn thánh Chúa và giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giờ chúng ta cùng nhau lại khen Chúa. Xin mời ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta cùng nhau lớn tiếng rộng rãi trong lòng bàn sự cảm ơn này của Chúa. Yeah.
Giê-xu rằng: Đấng Christ Jesus là vua trời, đấng đang ngồi trên ngôi, là đấng đáng mọi lời được sự chúc tụng, sự chúc tán, vì mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa chúng ta. Thank you.
mỗi lòng chúng con luôn trong ngày Chúa, chúng thờ phượng Ngài, chúng hướng về Ngài, bởi vì Chúa chúng con là Chúa của năm quyền, mọi bỏ các khó khăn của đời này sẽ tan biến đi bởi một lời phán của Chúa, khi chúng con đặt niềm tin và trọn vẹn nơi Ngài, xin chính chúng con luôn trong cảm Chúa, luôn hướng về Ngài, luôn thờ phượng Ngài, xin đừng để những nan đề cuộc sống này làm chúng con sợ hãi và luôn xa đi từ sự thờ phượng Chúa. Tin chắc chắn rằng bởi lời hứa của Ngài danh dự những kẻ thuộc về Ngài, con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chung sự cầu nguyện giá Jesus Christ. Amen.
thờ phượng buổi sáng hôm nay qua sự dâng hiến. Xin kính mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau dùng phần dâng hiến. Thank you.
đọc trong phân đoạn kinh thánh này. Chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp. Tôi sẽ đọc trước một câu và như hội thánh chúng ta sẽ đọc câu kế tiếp. Tác giả mong mỏi về sở thờ phượng trong đền thờ. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Những nỗi khổ của tôi muốn gửi đến lòng nhau họ về ai của Đức Giê-hô-va. Lòng lòng họ là tôi đi ra để Đức Giê-hô-va sống. Nay là trong Thi Thiên đoạn 84 câu 7. Ở trong trang tư của tờ hướng dẫn chương trình, xin kính mời hội thánh chúng ta đọc hai lần câu gốc này. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Hỡi đi tới sức lực lần lần lên, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Thi Thiên đoạn 84 câu 7. Xin cảm ơn hội thánh và giờ này xin kính mời mục sư Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong hội thánh. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã ban phước cho hội thánh một sự bình an và cũng cảm ơn hội thánh cũng cầu nguyện tôi đi một chuyến đi dự hội nghị tại Hàn Quốc. Mọi sự cũng được bình an tốt đẹp. Qua đây thì tôi cũng xin làm chứng lại một ít về những ơn phước của Chúa ban cho những cái chương trình cầu nguyện cũng như những chương trình giúp đỡ cùng cộng tác để kêu gọi những sự hòa bình cho nước Hàn Quốc. Thật ra thì cảm ơn Chúa là lần đầu tiên tôi đi một cái chương trình cầu nguyện cho hòa bình của Hàn Quốc là năm 2010 do Đại học St. George ở tại London tổ chức, mà mượn nhà thờ Giang Nắc ở tại Seoul để tổ chức. Thì có hơn 65 các mục sư, các giáo sư của trên toàn thế giới đến để cầu nguyện cho đất nước Hàn Quốc, bởi vì năm 2010 là năm rất là căng thẳng vì cớ Bắc Triều Tiên bắn chìm một chiếc tàu của Nam Triều Tiên. Và nếu không có cái sự cầu nguyện, cầu thai của các tôi tớ của Chúa trên thế giới thì cái lòng nóng nảy, lòng hung dữ của con người sẽ trả thù. Mà trả thù thì nó dẫn đến chiến tranh. Thành ra cái năm đó là cái năm mà Chúa cũng có ban phước sau khi chương trình cầu nguyện của khắp nước Hàn Quốc dấy lên, thì cái tình hình trả thù, trả đũa nó không có xảy ra giữa hai nước. Rồi đến năm 2017 thì tôi đi, tức là năm vừa rồi đó, thì tôi đi cái chuyến đi cũng hội nghị cầu nguyện. Thì cảm tạ ơn Chúa là cũng có cả hàng mấy chục ngàn người cũng hiệp nhau lại và cũng kêu gọi những cái sự hòa bình cho đất nước của Hàn Quốc. Và cảm ơn Chúa thì trong năm vừa rồi thì cũng có một cái cuộc gặp gỡ của các vị lãnh đạo của Tổng thống Bắc Triều Tiên đến Nam Triều Tiên để cùng với nhau để thương thảo cách rất là tốt đẹp. Và năm nay thì trong khi mà cầu nguyện cũng như cùng kêu gọi mọi người cùng hiệp một với nhau để kêu gọi cái nền hòa bình giúp cho Hàn Quốc, thì ở tại nơi đó trong cái ngày hôm đó thì Tổng thống của Hàn Quốc đến tại Bắc Triều Tiên gặp Chủ tịch của Bắc Triều Tiên để bắt tay với nhau để họp cái hội nghị thượng đỉnh để tìm kiếm những cái nền hòa bình cho cái đất nước. Thành ra chúng ta thấy rằng bởi ơn thương xót của Chúa, mình chỉ là một cái giọt nước nhỏ ở trong cái đại dương thôi, nhưng mà khi mà có nhiều người hiệp nhau lại thì mới thấy rằng cái quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc rất là lạ lùng. Những điều mà con người tưởng rằng khó khăn, tưởng rằng nguy hiểm, thì Chúa đều gìn giữ cái sự bình an hết. Và đó chính là cái điều mà tôi cũng rất là cảm động, bởi vì cái vị chủ tịch của HWBL này đó, chúng ta biết ông bao nhiêu tuổi không? Ông 87 tuổi. 87 tuổi mà đứng ở trước sân vận động cả 50.000 người mà ông giảng một bài giảng hùng hồn. Ông nói lớn tiếng lắm, hùng hồn rất là mạnh mẽ trong cả tiếng đồng hồ như vậy. Mà suốt trong những cái ngày hội đó như vậy là phải tiếp từ sáng đến buổi chiều, rất là buổi tối là bao nhiêu đoàn, bao nhiêu khách mà ông vẫn còn sức khỏe. Mà trong năm vừa rồi ông đi 27 nước để thuyết trình về cái vấn đề hòa bình thế giới mà
muốn mọi người giúp đỡ, ủng hộ để kêu gọi cho ông như vậy. Cái thằng 87 tuổi, tôi ước mong rằng tới tuổi đó tôi cũng được như vậy thì cũng đừng may quá. Nhưng mà mới đi có 3 ngày thôi mà tôi thấy cái ngày thứ 3 mà hội nghị xong là thấy muốn lê lết đi hết nổi rồi. À, đi liên tục từ sáng đến chiều đến trưa không có nghỉ ngơi hết, mà sức mình chưa tới bằng tuổi của ổng mà bây giờ là mình đã đi không có muốn nổi đó, chứ không phải là cái việc mà bình thường. Thành ra cảm tạ ơn Chúa là Chúa ban cho những việc để mà thấy được những cái điều rất là lớn lao mà Chúa làm cho nhân loại, cho loài người nói chung, không phải chỉ cho riêng một mình chúng ta. Mà theo cái thói quen của chúng ta thì mỗi lần chúng ta cầu nguyện, cầu xin thì chúng ta cũng chỉ biết có mình hoặc là có một vài người xung quanh mình thôi. Nhưng mà nhiều khi có những vấn đề rất là lớn của cả thế giới, nó có thể ảnh hưởng đến chính cái đời sống và cái cuộc sống của nhiều dân tộc khác nữa. Thì chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì ước mong của mỗi người chúng ta đó là chúng ta lớn tuổi được như cái ông Lee Manley này thì chắc chắn rằng 87 tuổi mỗi người chúng ta sẽ còn đi được nhiều nước trong thế giới. Ước mong rằng chúng ta sẽ là những người sẽ còn nói lời Chúa mà cả tiếng đồng hồ trước đám đông nữa. Như vậy thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta cũng sẽ đi tới đích, chứ không phải là chúng ta mới có vài mươi tuổi mà chúng ta ngồi chúng ta đấm lưng rồi chúng ta đi đâu thì chúng ta đi nhắc nhắc cái chân chậm chậm, rồi chúng ta nói chuyện gì thì chúng ta cũng nói từ từ chậm rãi, giống như là người bị tai biến mạch máu rồi không còn khả năng để mà nói được lưu loát nữa. Thì ước mong rằng chúng ta đừng có bị như vậy, chúng ta sẽ có sức lực để chúng ta đi tới đích. Chúng ta thấy rằng sức lực để đi tới đích là một thách thức của đức tin của những người có cái lý tưởng, có lòng yêu mến kính sợ Chúa, thì Chúa mới ban cho chúng ta những năng lực tươi mới, và Chúa sẽ ban cho chúng ta những sức mạnh để chúng ta làm việc hoặc là học tập hoặc là làm mọi sự nó có cái sự mạnh mẽ. Chứ còn nếu chúng ta không có đức tin, không được sự thách thức thì chúng ta sẽ không có được một cái năng lực từ nơi Chúa và thấy được cái quyền năng của Chúa đã làm trên nhiều người như thế nào đâu. Thành ra chúng ta thấy rằng cái trở lại với Thi Thiên thứ 84 này, chúng ta thấy rằng câu 1 đến câu số 4 đó, thì cái ước ao của một cái người mà muốn có được cái sức lực để đi tới đích đó là phải là ở trong nhà của Chúa, ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Mà ở tại đây nói rằng hỡi Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài đáng thương ai? Đáng thương không phải là tội nghiệp, không phải là đáng thương là chúng ta thấy nhìn cái người nào đó khổ sở rồi chúng ta nói rằng chúng ta đáng thương, nhưng mà đây là cái lời mà lòng khao khát đáng trọng, đáng tôn kính, đáng quý mến đối với nhà của Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong câu số 3, câu số 4 thì tác giả còn nói rằng một con chim mà nó còn muốn làm tổ ở cái bàn thờ của Chúa, con chim én hay là con chim sẻ, nó tìm đến cái nơi bàn thờ của Chúa để mà nó làm tổ. Thì như vậy thì người nào ở trong nhà của Chúa sẽ là người được phước. Cho nên cái sự đáng thương này không phải là nơi cư trú của Chúa là cái nơi mà tội nghiệp hay là nơi nghèo khổ, không phải là nơi buồn bã, nhưng mà là nơi mà mọi người sẽ thấy những cái sự vinh hiển, tôn trọng và quý mến, yêu mến ở tại nơi đó. Và khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta yêu mến nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta mới nhận được ơn phước của Chúa để Chúa sẽ ban cho chúng ta sức lực. Chúng ta còn nhớ câu châm ngôn Việt Nam khi mà nói về các em học sinh đó, ngày xưa đó là muốn con muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy, cha mẹ muốn con mà giỏi thì phải yêu thầy giáo, thì thầy giáo sẽ chăm sóc giúp đỡ cho con cái của mình. Người ta thì nghĩ như vậy, người ta nghĩ rằng muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở tại đây tác giả của Thi Thiên nói rằng
con chim sẻ, con chim én mà nó còn muốn tìm đến tại đền thờ để mà nó làm cái tổ của nó. Thật sự như vậy, ở trong nhà thờ, ở nhà thờ cũ của ngày xưa ở trên đường Cách Mạng 8 mà tôi ở đó, thì đa số là chim đầy ở trong nhà thờ làm tổ, có nhiều khi lên lấy trứng của nó trong, ở trên cái mái nhà nữa. Thành ra chúng ta biết rằng chim sẻ, chim én nó còn biết tìm đến cái nơi an toàn, cái nơi bảo đảm. Còn tại sao những con người ngày hôm nay chúng ta thấy rằng họ lại đi ở ngoài con đường của thế gian? Là vì cớ họ không thấy, không có một cái đức tin ở nơi Chúa, cho nên họ cứ nghĩ rằng đi theo đường lối này, đi theo đường lối kia, đi theo đường lối nọ thì mình sẽ an toàn. Nhưng mà thật ra thì lời Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ có nhà của Chúa Trời, chỉ có ở trong đền thờ của Chúa, tức là cái niềm tin mà chúng ta đặt ở trong Chúa, cái đền thờ, cái nhà này không phải là nói về cái hình dáng, về cái vật chất mà chúng ta đang hiện diện tại nơi đây đâu, nhưng mà là cái nơi mà chúng ta đặt để niềm tin của mình. Chính Chúa là đền thờ, chính Chúa là nơi mà chúng ta khao khát tìm kiếm, thì nơi đó chúng ta sẽ có được đức tin để rồi chúng ta có một cái sức lực mạnh mẽ mà chúng ta sẽ đi cho tới đích. Đó là điều đầu tiên mà lời giới thiệu của Thiên Thiên thứ 84 từ câu 1 đến câu số 4 cho chúng ta biết về ý nghĩa của việc làm sao để mà có sức lực để đi tới đích là như vậy. Bây giờ đến cái phần thứ hai, chúng ta thấy từ câu thứ 5 đến câu thứ 8 thì phước cho người nào được đức sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Đường khi đi qua chúng khóc lóc, họ làm chúng ấy trở nên nơi có mặt. Mưa lớn, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Cái phần thứ hai này thì tác giả của Thi Thiên đã nói cho mọi người biết rằng khi mà chúng ta có một cái đức tin thì chúng ta sẽ có sức lực ở trong Chúa. Phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa. Sức lực ở trong Chúa không phải là sức mạnh của cơ thể, của cơ bắp. Tôi nói rằng cái ông Himeli mà ông ấy, ông chủ tịch của TVL mà tôi đi dự hội nghị đó, ông nhỏ giống như tôi vậy thôi, nhỏ con nè. Còn trong khi đó chung quanh còn là những người cao lớn, cao to. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái việc quan trọng không phải là cái thể chất mà là cái tinh thần, cái tấm lòng nó mới là quan trọng. Đời sống của chúng ta, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cái vấn đề là sức lực, sức mạnh, thì chúng ta thấy rằng ngay như võ sĩ Muhammad Ali là một võ sĩ nổi tiếng ở trên thế giới về quyền Anh hạng nặng, mà khi mà ông về già đó thì tay của ông rung rung, ông bị Alzheimer và không thể nào mà có thể rằng nhấc được cái cánh tay hoặc là điều khiển được cái những cái hành vi của mình một cách thật là dễ dàng nữa. Và ông cảm thấy rất là xấu hổ, và khi mà nhìn lại những chiếc mề đai, khi nhìn lại những cái huy chương, nhìn lại cái cảnh mà ngày xưa ông đã thi đấu ở trên võ đài mạnh mẽ, đầy sức lực và đầy những cái sức mạnh như thế nào đó, thì khi mà ông nhìn lại, ông thấy ông xấu hổ vô cùng, đau khổ vô cùng. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sức lực để mà đi đến Chúa, đi với Chúa đó là đi cho tới đích. Sức lực của đức tin là để cho chúng ta đi cho đến thiên đàng, mà ai nấy trong chúng ta cũng đều sẽ cảm thấy mình vẫn còn phấn khởi, mình vẫn còn cảm thấy vui mừng, mình không có xấu hổ. Nếu như những ai ở trong Chúa mà hầu việc Chúa lúc còn trẻ rất là sốt sắng, mà đến khi già thì thôi không còn muốn hầu việc Chúa nữa, hay là chán nản, hay tìm một cái chỗ gì đó yên ổn để mà nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ không còn có cái thấy được cái niềm vui của cái quyền năng mà Đức Chúa Trời làm cho một người có sức mạnh để đi tới đích. Tôi đã từng nói chuyện với một vài vị mục sư mà trước đây cũng từng là bạn của ba tôi, bây giờ ở tại bên Úc Châu,
thì ngồi nói chuyện với nhau qua cái FaceTime, tức là cũng có thể thấy được cái hình ảnh được đó. Thì ông chiếu cho tôi thấy cảnh của ông, nói rằng bây giờ ông già rồi, ông hầu Chúa bây giờ mới có 74-75 gì đó thôi, nhưng mà ông nói rằng ông đi không nổi nữa, ông phải có người chăm sóc và phải cầm gậy, ông đi lần lần và ông không có được cái cơ hội nào để mà đi giảng dạy hay là đi hầu vị Chúa nơi này nơi kia nữa. Ông cảm thấy rất là buồn. Một cái người hầu vị Chúa mà chúng ta thấy rằng đi cho đến giờ phút cuối mà vẫn còn sức lực, thì cái điều đó mới là cái điều mà một cái sự ham thích ao ước của tất cả những người yêu mến hầu vị Chúa. Làm sao mà mình được nói, được học tập, được làm việc mà phục vụ cho những cái điều mà Chúa đã dạy dỗ cho chính đời sống của mình, để làm ích lợi và mỗi ngày được phát triển ra, thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái ơn phước, đó là những người mà có lòng hướng về đường dẫn đến Siêu. Nghĩa là khi chúng ta hướng về Chúa thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta bằng chính quyền năng của Ngài, và Chúa sẽ khiến cho chúng ta có được một cái sức lực. Mà ở tại đây đó là đường khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm chủng ấy trở nên nơi có mặt, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Nói đến điều này thì chúng ta hiểu rằng người mà yêu mến Chúa và hầu vị Chúa có cái sức lực, không phải là bằng cái sức mạnh, không phải là bằng cái quyền thế, không phải là bằng tiền bạc, bằng bất cứ một điều gì hết, mà bằng đức tin, thì chúng ta mới có thể hiểu được rằng đi qua chủng khóc lóc sẽ làm cho nơi ấy trở nên vui mừng. Vì sao? Ở đây nơi đây thì Kinh Thánh có chú thích cho chúng ta biết là như là chủng này là chủng BK. Chủng BK là cái nơi mà người ta dâng những cái đứa con cho những thần ma lóc. Ta dựng cái trụ lên đó và người ta thiêu những đứa con. Và những bà mẹ có những con cái ở tại nơi đó, họ luôn luôn lúc nào cũng khóc, khóc than cho con cái của họ. Và cái nơi chủng BK này không bao giờ có thể được, phải nói là được bình yên cả. Nhưng mà khi những người hầu vị Chúa như là David và những người Israel, họ vào trong miền đất hứa rồi, thì họ đi qua những cái nơi nào thờ hình tượng, những nơi mà người ta ác độc quá, người ta dâng con đó, thì những nơi đó đều bị phá hủy hết. Và những cái nơi đó thì được đổi lại là những cái nơi mà ca hát thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Trời, không còn là cái nơi mà người ta phải làm những việc ác độc để rồi con cái ở trong nhà hay là những người thân yêu phải chịu những cảnh đau khổ. Thành ra chúng ta biết rằng cái khi mà những người yêu mến Chúa, những người có đức tin lên Chúa đó, là những người mà sẽ giúp được thay đổi cho cái gia đình, thay đổi cho những cái điều kiện mà không tốt, những điều kiện mà nó đang làm đau khổ, nó sẽ trở nên thật là tươi mới, thật là phước hạnh và thật là vui mừng. Mà những điều này là chúng ta biết là phải có đức tin, chứ không phải là chỉ nói là đơn giản. Mà khi mà đã nói là đức tin thì không thể dùng một cái quyền thế, không phải dùng bất cứ một cái cách gì theo cái phương pháp của đời để mà làm việc được đâu. Tôi còn nhớ rằng khi mà tôi ở tại đến tại nhà thờ Hòa Hưng vào cái thập niên 80 đó, thì vào lúc đó thì không có ngày nào mà ở cái hẻm bên cạnh đó không có cảnh đâm chém với nhau. Cứ ban đêm đó là đã nghe thấy cảnh rượt đuổi với nhau, đâm chém, nghĩa là chém rượt đuổi với nhau cả, nghĩa là liên tục như vậy cả năm trời vậy. Nhưng mà hội thánh, khi mà tôi mở cửa ra để cầu nguyện buổi sáng cho hội thánh, các con cái của Chúa đến cầu nguyện từ 5 giờ rưỡi sáng, thì ngay cả chính bà cụ sư lành là bà cụ ở tại nơi đó, cựu của nhà thờ đó, đã từng biết cái số đó, bà cụ ở cũng cả gần chục năm trước đó rồi đó. Nên ông sư lành thì ông sư không sợ sao, nguy hiểm lắm, đừng có mở cửa ra sớm như vậy rồi lỡ trộm ăn cướp những cái thành phần mà du đảng bên cạnh đó, nó xông vào nhà thờ thì ông sư sẽ trả lời sẽ làm sao. Nó nói không, mình cứ cầu nguyện, mình cứ cầu nguyện, và mọi người cứ cầu nguyện, cứ đến cầu nguyện, cứ nghe lời tôi đi đến cầu nguyện. Và quả nhiên, nghĩa là sự cầu nguyện như vậy có chừng 2-3 năm sau thì sự thay đổi hoàn toàn, sớm nó không còn có những cảnh đâm chém,
không còn có những cảnh gọi là tranh giành nước với nhau nữa, đó là thiếu nước lắm. Nghĩa là người ta phải đi hứng nước ban đêm ở những cái nhà lân cận rồi la hét rồi giành giật với nhau đủ mọi thứ hết. Nhưng mà rồi thì tất cả đều trở nên bình yên và tốt đẹp, đều trở lại, nghĩa là một cái cảnh mà có thể rằng không ai có thể ngờ được rằng trước đó là đó là một cái hẻm mà đầy những cái tội phạm. Nhưng mà khi mà nhà thờ mở cửa ra từ 5 giờ rưỡi sáng cầu nguyện cứ mỗi ngày đều đặn như vậy, và khi đó thì hội thánh của Chúa đã được chúc phước và xóm diệt xung quanh cũng trở nên yên ổn và tốt đẹp. Và cái điều thứ hai sau này đó là khi mà tôi đến nhà của chị Bích cũng vậy thôi. Đến nhà của chị Bích vào cái ngày, những ngày đầu tiên và cái năm đầu tiên là tôi chịu đựng, phải nói rằng mỗi khi mở cửa ra là trước cửa hàng xóm đó là đánh bài, đánh bạc, rồi chửi thề, đủ mọi thứ tội phạm ở trong cái hẻm hết, đều có hết. Mà nó cứ như là ở ngay ở trước mặt của mình như vậy. Nhưng mà khi cầu nguyện, hội thánh, chúng tôi cùng với chị Bích và một số các anh chị em cầu nguyện cho đến ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, cái xóm phải nói rất là tốt đẹp, bình an. Đến nỗi cái người mà hốt rác á, đi họ cũng nói là cái hẻm này chắc là cái hẻm VIP. Sao mà thấy yên ổn và sạch sẽ và mọi sự tốt đẹp quá, không có cái cảnh mà như các xóm khác là đánh bài, đánh bạc, xô bồ nữa. Mà trước đó, trước đây 10 năm đó, là coi như đầy hết. Rồi gần đây đó, thì khi mà chúng tôi phải gặp một cái sự thử thách mới, đó là ở trong cuối cái hẻm đó lại có một cái nhóm họ thuê cái nhà ở cuối hẻm, còn là đằng đi hết, nghĩa là xăm từ ở trên tay đến trên mình, trên lưng gì cũng có hết, nghĩa là đi ra đi vô trong xóm đó, mặc dù họ không có ấy hết. Nuôi thì nuôi chó ngao thật là to, nuôi chó ngao và đi ra nó ỉa ngay cái trước cửa nhà của chị Bích nữa. Và tôi có bữa là tôi phải ra tôi chụp hình cái nó kích đó để rồi tôi nói là tôi sẽ làm việc, nhưng mà tôi sẽ lên, tôi lại lên cầu nguyện với Chúa. Và mọi chuyện là sau này cái nhóm đó là họ trả nhà cho lại, người ta bán nhà và nhóm đó không còn có ở tại đó nữa. Còn cho ngao, ỉa, tùm lum đó thì cũng đi mất tiêu, thành ra không còn gì hết. Mà không có làm gì cả. Nhiều người hỏi là tôi có làm cái gì không? Không, sao dám làm gì đụng chạm đến những cái người mà nguy hiểm như vậy. Không ai dám đụng chạm đến kẻ nguy hiểm, gian ác cả. Nhưng mà cầu nguyện, mình có cầu nguyện không? Trước những nan đề, trước những khó khăn, chúng ta có cầu nguyện và cầu nguyện hết lòng với Chúa. Thì khi đi qua chủng khóc lóc, Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho chủng ấy trở nên vui mừng và sẽ có mưa móc xuống ở tại nơi đó. Thật ra, chúng ta có thể hiểu được một cái điều, đó là lời Kinh Thánh rất là quan trọng. Chúng ta chẳng những cầu nguyện mà chúng ta còn phải học Kinh Thánh nữa. Nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện thì rất là tha thiết, nhưng mà lại còn thiếu cái sự chăm chỉ để mà học lời của Chúa song song với cái việc cầu nguyện, để mình hiểu được Chúa cũng muốn nói gì với mình nữa. Mình cầu nguyện xin Chúa làm một việc, nhưng mà mình còn phải chờ mình nghe tiếng của Chúa nói. Chứ không thì chúng ta sẽ đi đến cái tình trạng ngược lại là chúng ta cầu nguyện, rồi thì chúng ta cũng tự trả lời, rồi chúng ta lại cũng tự làm việc, rồi chúng ta lại tự đặt cho Chúa cái chương trình, đây là ý của Chúa. Và khi đó chúng ta sẽ không bao giờ nhận thấy được những cái kết quả thật là lớn lao mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc cho mỗi đời sống của hết thảy chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng họ đi tới sức lực lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Xin Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Đó là điều mà Chúa đã cho chúng ta thấy rằng cái lời cầu nguyện, những lời kêu xin của con cái của Chúa được Ngài đẹp lòng, được Ngài ban cho mọi sự đều được tốt đẹp. Trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 15 câu thứ 7 thì lời của Chúa đã nói cho chúng ta một cách khẳng định, và đây chính là lời mà Chúa Giê-xu nói, là trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 15 câu thứ 7 như thế này. Chúa Giê-xu nói rằng nếu ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúng ta thấy
đọc câu này nhiều tín đồ hay là nhiều hội thánh chỉ nghĩ đến cái lời cầu xin. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng Chúa nói hay có hai điều. Chúng ta đọc lại đi, cả hội thánh chúng ta mở ra và chúng ta đọc lại câu kinh thánh này, có phải là Chúa nói hai điều hay là Chúa chỉ có nói có một điều là cầu nguyện thôi? Xin chúng ta cùng mở ra và chúng ta đọc chung với tôi. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Như vậy thì mấy điều? Hai điều. Phải có lời của Chúa, rồi sau đó chúng ta cầu xin Chúa thì mọi điều gì mình muốn mới được. Chứ còn chỉ có cầu nguyện thôi, cầu xin thôi, nhiều khi chúng ta cầu theo ý của mình. Chúng ta đã bỏ qua lời của Chúa, chúng ta không để cho lời của Chúa ứng dụng rằng Chúa có muốn mình làm cái điều đó hay không, Chúa có thật sự là đồng ý với cái điều mà mình đang cầu xin hay không. Chúng ta bỏ qua, nhưng mà chúng ta chỉ muốn rằng cầu nguyện làm sao là cầu cho ý của mình, cầu làm sao mà cho mình được cái điều mà mình đang suy nghĩ, đang mong muốn, đang đòi hỏi, mà mình không có thật sự quan tâm đến lời của Chúa. Cho nên hội thánh của Chúa ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình, chúng ta cũng phải để những thời giờ riêng tư của mình để chúng ta suy gẫm và học hỏi lời của Chúa nữa. Và kết luận của cái điều để mà chúng ta được có cái sức lực để đi đến đích này, để đi đến cuối cuộc đời của mình mà chúng ta vẫn khỏe mạnh, chúng ta vẫn hăng hái, chúng ta vẫn đầy dậy cái đức tin thật là mạnh mẽ, giống như là ông Caleb. Chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh có nói đến trường hợp của Caleb là 80 tuổi ông vẫn sinh ra trận để chiến đấu với dân Amalek, dân dần dàng, để chiếm lấy những cái thành phố ở tại vùng núi Ephraim để cho ông và con cháu còn ở nơi đó. Chúng ta thấy rằng đối với những người yêu mến Chúa thì tuổi tác không còn là ý nghĩa của sự mệt mỏi hay là sự sợ hãi nữa. Nhưng mà càng lớn tuổi, càng có đức tin, càng đi tới, chúng ta sẽ thấy rằng đây là lời mà Chúa nói trong cái việc mà sức lực chúng ta có thể đi đến đích. Câu số 9 trên câu số 12 là phần kết luận của cái thi thiên này. Hỡi Đức Chúa Trời là cái kiên của chúng tôi, hãy xem xét, đói đến mắt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái kiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển, Ngài sẽ từng chẳng từ chối điều tôi làm gì cho ai ăn ở nghe hẳn. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở nghe hẳn. Hỡi Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Kết luận của thi thiên mà nói đến sức lực của một người nào mà có thể đi đến tuổi già vẫn sức khỏe, vẫn có năng lực, vẫn đầy đủ những ý chí, những tấm lòng khao khát mong mỏi cho đời sống của mình và gia đình và mọi người xung quanh mình, đó là chúng ta thấy ở tại đây. Đó là lời của Chúa cho biết là một ngày ở trong hành lang của Chúa còn hơn ngàn ngày ở trong trong trại của kẻ dữ. Một ngày ở trong hành lang của Chúa có nghĩa là gì? Đây là cái lời mà tác giả của thi thiên muốn nói đến chúng ta về cái sức mạnh, cái sức lực của Chúa đó, là cái quyền năng vô hạn, ân điển của Chúa ban cho chúng ta cũng là vô hạn. Những cái gì mà khi mà Chúa nói hay là Chúa ban phước cho con cái của Chúa Trời đó là vô hạn, không có chấm dứt. Còn trái lại, nếu mà nói về sức lực của con người đó thì sức lực con người có thể khác, năm này khác, năm nay khác, năm sau khác. Sức lực của con người có thể buổi sáng là khỏe mạnh mà buổi chiều là có thể đã đau yếu rồi. Buổi sáng mà thức dậy có thể là cảm thấy phấn khởi, hưng phấn rồi, nhưng mà buổi chiều là cảm thấy mệt mỏi và không muốn đi đâu hết rồi, nằm đó và có thể muốn ngủ nghỉ cho một đêm dài qua. Nhưng mà bởi cái sức lực ở trong nhà của Đức Chúa Trời, ở trong hành lang của Chúa đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta những năng lực không có ai ngờ.
những điều mà vô hạn con người không thể tìm thấy từ ở nơi trong trần gian này bằng chính con người của mình đâu. Thành ra khi chúng ta ở trong nhà của Chúa, khi chúng ta học được lời của Chúa và suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, thì chúng ta sẽ được may mắn và thịnh vượng trong đường lối của mình. Đó là điều mà chắc chắn như vậy. Khi chúng ta dùng những thời giờ của chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta dành được những đức tin của mình trong lời của Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy rằng những gì mà Chúa hứa, những gì mà Chúa đã bảo đảm, nó thuộc về từ trời đến, chứ không phải là thuộc về nơi con người. Và chúng ta thấy rằng chúng ta được Chúa ban cho những ân điển và những cái điều vinh hiển khi chúng ta có được cái ân, cái quyền năng của Chúa, thì Ngài sẽ cho chúng ta những cái sự vinh hiển và Ngài sẽ giúp cho chúng ta ăn ở ngay thẳng, tránh được khỏi những cái đường lối gian tà của thế gian, khỏi những cái đường lối gian dối của loài người mà ngày hôm nay đang trói buộc rất là nhiều người theo những cái đường lối của những điều xấu xa, những cái điều gian ác, những cái điều tội lỗi, và chính những cái điều đó làm thiệt hại cho cái đời sống đức tin của mình. Chúng ta càng gần với thế gian càng nhiều thì chúng ta sẽ thấy rằng đức tin của mình sẽ càng yếu ớt chừng nấy. Nhưng mà chúng ta càng gần gũi với Đức Chúa Trời nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ thấy đức tin của mình càng mạnh mẽ hơn chừng nấy. Đó là cái nguyên tắc thôi. Đó là cái điều mà rõ ràng là cái quy luật, chứ không còn có thế nào mà chúng ta sửa đổi gì được cái quy luật tất cả. Thành ra con người khi mà chúng ta là con cái của Chúa nhưng chúng ta cảm thấy yếu đuối, khi chúng ta cảm thấy sức lực của mình đang mệt mỏi, khi chúng ta đang cảm thấy chán chường, nếu chúng ta quay lại với Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta lại có cái năng lực mới, chúng ta sẽ có một cái đức tin mạnh mẽ hơn, và chúng ta làm việc gì chúng ta cũng sẽ thấy rằng mình sẽ được đi đến đích. Đi đến đích thì nó có cả hai nghĩa. Một đó là chúng ta sẽ đi đến trên cạnh cuối cuộc đời của mình mọi việc được tốt lành. Hai là việc gì mà chúng ta có cái chuẩn bị, cái quy định của mình là mong mỏi cho trong năm này hay là trong năm sau, cái điều ước ao, cái kế hoạch của chúng ta là như vậy đó, thì chúng ta sẽ đi đến được cái đích đó. Nếu chúng ta đặt cho mình với lòng tin cậy nơi Chúa và cầu xin với Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái điều gì mà chúng ta am tường lời của Chúa, chúng ta vâng giữ theo mặc lệnh của Đức Chúa Trời, thì khi chúng ta đã đặt ra những lời cầu xin Chúa thì chúng ta sẽ làm mọi việc đó cho đến đích, tức là cho đến cái khi mà chúng ta kết thúc, mọi việc đều được tốt lành, mọi việc đều có những cái hiệu quả và làm cho chúng ta thấy rằng mọi việc đó là từ nơi Đức Chúa Trời ban cho, và chúng ta thêm lên lòng mạnh mẽ, chúng ta càng có thể chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người, và chúng ta sẽ càng có cái ý nghĩa đó là chúng ta mong mỏi cho càng nhiều người hơn để tin Chúa, để sống được một đời sống yên lành, bình an, và mọi việc Chúa sẽ ban cho là một điều chắc chắn không thể nào sai dời lời của Đức Chúa Trời đã phán với các con cái của Ngài cả. Xin Chúa ban ơn để cho chúng ta có sức lực để chúng ta đi tới đích ở trong cuộc đời của mình, dầu là những cái ngắn hạn hay là dài hạn, chúng ta cũng đều có sức của Chúa ban cho để đi đến cái kết quả cuối cùng. Amen. Bây giờ xin chúng ta đồng đứng lên để chúng ta chỉ cầu nguyện. Cha yêu dấu của chúng con ơi, chúng con thật cảm tạ ơn Cha vì Ngài là đấng yêu thương chúng con, đấng thêm lên cho chúng con những sự hiểu biết, và Ngài dẫn chúng con để cho chúng con xem những sự vinh hiển, những cao trọng của Ngài, không phải chỉ ở trong nhà thờ của chúng con, Ngài còn dẫn chúng con ra ngoài thế giới này để mở mắt cho chúng con xem, thấy rằng Ngài đã ban phước, chúc phước cho nhân loại, chúc phước cho tất cả mọi nơi, mọi chốn. Khi chúng con có lòng tin nơi Chúa, khi chúng con ao ước và khao khát được ở trong nhà của Đức Chúa Trời để chúng con ngắm xem những sự vinh hiển của Ngài, khi chúng con được nhìn xem Chúa và cầu hỏi Ngài ở tay trong đình thánh của Ngài, lòng của chúng con thêm lên sự mạnh mẽ, hăng hái và khiến cho chúng con quên đi những mệt nhọc, mệt mỏi của thân thể này
Ngài sẽ làm cho đời sống của chúng con thấy rằng có những việc quá sức của chúng con không thể tưởng tượng được, nhưng Ngài vẫn làm cho chúng con mọi sự đều yên lành, mọi sự đều được tốt đẹp. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Cha thánh của chúng con ơi, Chúa này xin với Cha, xin Ngài ở cùng với chúng con, gìn giữ và nắm tay của chúng con để cho chúng con được bước đi mỗi ngày bằng chính năng quyền và sức mạnh ở trong Chúa, để chúng con mỗi ngày đi tới, chúng con càng có thêm sức lực, sức mạnh ở trong tâm linh, ở trong đức tin của mình, để chúng con hoàn tất được từng công việc, từng điều mà Chúa đang mong mỏi chúng con phải làm để đưa dắt nhiều người đến với Chúa và khiến cho danh thánh của Ngài và đạo của Ngài được nhiều người ở trong thế gian này họ sẽ nhận biết và họ sẽ tin nhận, họ sẽ trở lại làm con của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúng con xin Chúa ở cùng với chúng con trong một tuần lễ mới. Chúng con xin nhân danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen.